Ngày 4 tháng 8, ông Hà Văn Trọng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang cho biết vừa bàn giao Tang Hour, 40 tuổi, ngụ Campuchia để tiếp tục điều tra hành vi mang 1,2 kg vàng qua biên giới Việt Nam, Campuchia. Theo hồ sơ, sáng ngày 1 tháng 8 tại trạm kiểm soát liên hợp đường bộ cửa khẩu Khánh Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình và công an huyện An Phú phát hiện Tang Hour mang theo một túi ni lông màu đen đi bộ làm thủ tục xuất cảnh từ An Giang sang Campuchia. Tang Hour đi vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh mà không đi vào luồng dành cho hành khách xuất nhập cảnh theo hướng từ Việt Nam sang Campuchia theo quy định. Lực lượng chức năng thấy nghi vấn nên mời vào khu vực kiểm tra hành lý của trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục soi chiếu. Qua hình ảnh, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi Tang Hour có nhiều đồ vật bằng kim loại hình vòng tròn và đưa về trụ sở hải quan làm việc. Kết quả kiểm tra phát hiện trong túi của Tang Hour có 371 vòng kim loại màu vàng với trọng lượng khoảng hơn 1,2 kg. Kết quả giám định cho thấy số kim loại này là vàng, ước tính trị giá khoảng hơn 1,4 tỷ đồng. Tang Hour khai số vàng trên nhận từ ông Trường hoặc Trưởng ở Việt Nam để vận chuyển sang Campuchia cho một người tên Kong Ji với tiền công 10 USD. Tang Hour bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ tang vật.